Dạ vâng ạ, những chiếc quản lý nguồn hàng mới tinh, hàng cực kỳ là ngon mà giá thì rất là rẻ cả nhà nhé. Và số lượng hôm nay em về là 50 chiếc, xin được giới thiệu tới các bác cùng toàn thể quý anh chị em. Vâng ạ, xin lỗi các bác là 100 chiếc chứ không phải 50 chiếc. Anh em nhà phân phối quý mến tin tưởng gửi hàng để cho em bán tới các bác những chiếc sản phẩm gọi là cực kỳ là chuẩn đúng không ạ? Và em sẽ thu công nợ giả dần cho anh em các bác nhé. Tên sản phẩm là PS Audio, mã sản phẩm là PC9 Pro. Thì xin được chào bán tới các bác của anh em chiếc quản lý nguồn này với giá 1.800.000 đồng cả nhà nhé. 1.800.000 đồng. Chiếc quản lý nguồn này thì có lọc nhiễu cả nhà nhé, có lọc nhiễu, có lọc nguồn. Em rất tâm đắc với chiếc quản lý nguồn này, giá cực kỳ yêu thương, nhưng mà chất lượng của nó tốt lắm cả nhà nhé. Và em luôn thì hiện tại đã đại lý ủy quyền của PS Audio và của Ali, đúng không? Các bác của anh em biết rồi. Em bán buôn bán lẻ các bác nhá, số lượng về thì lần nào cũng nhiều lắm, từ đẩy, vang, micro đúng không ạ, loa rất nhiều. Mọi nhu cầu về PS Audio các bác cùng mọi người cứ Zalo cho em đúng không ạ, gọi điện cho em các bác nhá. Hàng mới tinh bảo hành tới 2 năm cả nhà nhá, ok chưa? Sản phẩm bây giờ bảo hành rất là dài hạn vì nó là sản phẩm hàng chất nên là bảo hành rất lâu luôn, nó không hỏng không nổi cả nhà nhá. Em giới thiệu lại là quản lý nguồn PS Audio, mã số là PC9 Pro. Giá 1.800.000, 8 cổng qua le và em rất là tâm đắc con này nó có các bác nhá. Phím đề là phím mềm các bác này. Nó tắt từng cổng một này, 8 này, 7 này, 6 này. Đấy, phím này nó không bị kẹt bao giờ cả, nó rất là tốt cả nhà nhá. Đó, có automat cả nhà này, khi nhà mình không sử dụng nữa mình gạt át đúng không ạ? Mình có về quê hay đi tham quan du lịch thì cũng không sợ bị làm sao cả. Đây nó không phải là một cái ổ cắm nguồn bình thường đúng không ạ? Nó không phải là cái chiêng nguồn bình thường mà nó là cái thiết bị để bảo vệ cho bộ đồ của các bác của anh em đúng không ạ? Giúp đóng tắt các thiết bị đúng chuẩn các bác nhá. Hai cổng chạy thẳng và 8 cổng qua le các bác nhá. Đây, 8 cổng qua le cả nhà này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đẩy chúng ta sẽ cắm vào ổ lớn nhất, đó là ổ số 8 cả nhà nhá. Đó, cứ đẩy chúng ta cắm vào ổ lớn nhất thì các bác yên tâm dùng cả nhà nhá. Đó, 1.800.000 đồng, hàng bao chất, bao ngon, bao giá rẻ cả nhà nhá. Sản phẩm thì hàng mới tinh, bảo hành dài hạn mà lại nhập khẩu đầy đủ cả nhà nhá. Ok, cảm ơn các bác của anh em. Đây là quản lý nguồn PS9, tất cả là 9 hết các bác nhá. Đây là một model các bác nhá. Và hôm nay em về những chiếc đẩy PS Audio mã số là 12004, về mấy chục quan cơ các bác nhá. Thì các bác sẽ cùng đợi chờ video sau em sẽ review giới thiệu lúc nào khẳng định là cái giá cho PS thì em là rẻ nhất các bác nhá. Ok, cảm ơn các bác cùng cả nhà. Em xin được gửi lời chào nhá. Hẹn gặp lại các bác cùng cả nhà ở một clip tiếp theo ạ.